Đoán năm sinh của TikToker. Trời ơi! Trời ơi! Trần Thanh Tâm sinh năm 2000. 96. 99 à? Làm ơi em. Chắc không anh. Em mà sai anh đánh nhá. 95 ạ. Em đoán là 99. Ủa? 97 ạ. Dạ sinh năm 98. À Racing Ngô bữa cho cô nói rồi. Biết. 99. 2000. Dạ sinh năm 99. 97. 98. 97 đi ạ. 96 ạ. Xin sinh năm 99. 97 ạ. 2K3. 204. 2K5. Ồ, 2K5 rồi mà. 2K4.